Xin chào tất cả các bạn. Canada là một trong những quốc gia có diện tích rộng lớn, kinh tế phát triển và luôn nằm trong danh sách những nơi đáng sống nhất thế giới. Bên cạnh nền kinh tế thì giáo dục cũng là vấn đề được chú trọng tại Canada. Đa phần các bạn lựa chọn Canada vì tại đây các bạn sẽ được trải nghiệm nền giáo dục đa văn hóa, đa ngôn ngữ và bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Thì trong chương trình tìm hiểu thông tin du học Canada hôm nay, Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến các bạn một trường mới đầy hấp dẫn và cập nhật chính sách visa ưu tiên vừa được áp dụng nhằm giúp các bạn phần nào tự tin khi quyết định chọn du học Canada để thực hiện ước mơ du học tập của mình các bạn nhé. Canada là trường cao đẳng công lập tọa lạc tại vùng North Bay, tỉnh Bang Ontario, Canada. Trường có hai khu học xá xinh đẹp, một nằm tại thành phố trẻ trung của North Bay, cách 180 phút về phía bắc Toronto, và một trụ sở thì được xây dựng tại thành phố Paris South, Ontario, ngay giữa Paris và Sudbury. Hàng năm, trường thu hút khoảng 3.500 sinh viên trên thế giới từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Việt Nam, Châu Phi, Nam Mỹ và Châu Âu. Theo học toàn thời gian về 65 chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục, cao đẳng cũng như đại học của tỉnh bang Ontario. Trường đánh giá cao sự đa dạng văn hóa và những trải nghiệm mà các sinh viên quốc tế mang lại cho Canada. Nơi đây cũng hỗ trợ sinh viên trong quá trình hòa nhập với môi trường Canada nhanh và dễ hơn thông qua các chương trình định hướng, các dịch vụ đưa đón, ký túc xá và các dịch vụ khác. Về chương trình đào tạo thì trường cao đẳng Canada có chương trình tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai được công nhận bởi Hội đồng Ngôn ngữ Canada. Canada tập trung vào sự thành công của từng sinh viên với chương trình đào tạo xuất sắc, mang tính cộng đồng, bền vững và luôn đổi mới. Thêm vào đó, trường cũng cung cấp thêm một số các chương trình hợp tác với trường Sanford Business School tại Toronto. Ngoài tiếng Anh thì trường còn đào tạo các chuyên ngành đào tạo khác, đầy đủ các cấp bậc bằng cấp như là đào tạo toàn thời gian, bao gồm các ngành như công nghệ hàng không, kinh doanh và quản lý, cộng đồng công lý và nghiên cứu cảnh sát, nghệ thuật ẩm thực, nghiên cứu môi trường và công nghệ sinh học, y tế, chăm sóc con người và sức khỏe, nghiên cứu tộc thiểu số, ngôn ngữ, truy cập và ngôn ngữ chuẩn bị, phương tiện truyền thông, thiết kế và nghệ thuật, sân khấu, thể thao và giải trí, thương mại và công nghệ. Đào tạo bán thời gian thì trường cung cấp với hơn 30 chương trình chứng chỉ và 2 chương trình cao đẳng cho các ngành được phép đào tạo như khoa học sức khỏe, kinh doanh, khách sạn, dịch vụ, ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, thương mại, công nghệ thông tin, v.v. Các bạn học sinh tuổi từ 19 trở lên đều có thể tham gia khóa học bán thời gian này các bạn nhé. Trường cao đẳng công lập Canada là trường nằm trong hiệp hội các trường được ưu tiên thực thi chính sách xét duyệt visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính, gọi là chương trình Canada Express Study, gọi tắt là CES. Cụ thể là kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2016, với chương trình CES này, các bạn học sinh sinh viên du học Canada sẽ không cần phải chứng minh tài chính khi theo học các trường cao đẳng là thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và học viện Canada, gọi tắt là CICAN. Đây là chương trình mới do Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng và học viện Canada phối hợp thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam một cách nhanh gọn lẹ hơn rất nhiều so với thông thường. Chương trình này với những ưu điểm rất nổi trội nên mà các bạn sinh viên khi đăng ký học tại các trường thành viên CICAN sẽ không cần phải chứng minh bằng chứng thu nhập. Thời gian xét visa nhanh và dễ hơn rất nhiều. Và để tham gia chương trình này thì các bạn sinh viên cần phải đạt đầy đủ những yêu cầu sau: được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc thành viên CICAN, bao gồm khóa học ESL và khóa chính, bằng chứng chi trả một năm học phí là 2 học kỳ, đạt tối thiểu điểm IELTS là 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây. Thêm nữa là các bạn cần phải mua thêm giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Và các bạn hãy nhớ khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu là 1 tuần, nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày trước ngày nhập học, phí ghi danh ở đây là 200 đô la Canada các bạn nhé. Vừa rồi là những thế mạnh của chương trình Canada Express Study cũng như là những đặc điểm nổi bật của trường cao đẳng công lập Canada. Nếu mà các bạn còn đang thắc mắc về những thông tin này hay là để được tư vấn trực tiếp về thủ tục hồ sơ xin visa du học Canada ra sao vân vân thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, hiện là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Canada tại Việt Nam qua địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Ngoài quận Nhất thì Tân Đại Dương còn có 2 chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.